Chiều ngày 28 tháng 9, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Tiến Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 và giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Tiến Tân trên cương vị công tác mới tiếp tục tu dưỡng rèn luyện và học tập kinh nghiệm những người đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.